Chào tất cả các em. Như các em đều biết thì ngày mùng 3 tháng 4 năm 2020 vừa qua thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã công bố cái đề thi tham khảo Trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Thì đây chính là cái cơ sở rất quan trọng để các em dựa vào chúng ta ôn tập phục vụ cho kỳ thi sắp tới. Thì buổi học hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em giải chi tiết thì đề thi tham khảo ở môn địa lý. Thì đầu tiên thì em thầy sẽ phân tích cái cấu trúc của đề thi tham khảo Trung học phổ thông quốc gia môn địa lý năm học 2020 mà Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố. Thì em đều thấy về cái cấu trúc của đề thi thì chương trình địa lý lớp 11 thì sẽ bao gồm 2 câu, địa lý lớp 12 sẽ gồm 38 câu. Về cái cấu trúc chi tiết của đề thi tham khảo Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 môn địa lý thì khác với cái năm trước, thì năm học này cái đề thi tham khảo này ở kiến thức lớp 11 thì sẽ không có cái phần lý thuyết mà tập trung vào hai cái phần, đó chính là cái phần một câu hỏi biểu đồ và một cái câu hỏi về cái bảng số liệu. Thì thầy phân tích ở hai cái mức độ đó là thông hiểu và cái vận dụng, thì tổng cộng thì lớp 11 sẽ có 2 câu. Rồi với cái chương trình địa lý lớp 12 thì có 38 câu, thì thầy chia ra các cái mảng kiến thức như là về phần tự nhiên thì sẽ có 8 câu. Cái mức độ kiến thức của từng cái của cái phần địa lý tự nhiên thì câu hỏi mang tính chất nhận biết nó sẽ có 2 câu, rồi mang tính chất thông hiểu là 2 câu, vận dụng 2 câu và vận dụng thao là 2 câu. Rồi về cái phần địa lý dân cư thì sẽ gồm 3 câu. 3 câu thì thầy sẽ phân tích theo cái ma trận ở đấy thì đưa vào cái mức độ kiến thức vận dụng là 1 và vận dụng cao là 2 câu, thì tổng cộng là 3 câu địa lý dân cư. Còn về cái ngành kinh tế thì ở đây tổng cộng sẽ có 7 câu. 7 câu thì 2 câu mang tính chất mức độ nhận biết, rồi 3 câu thì sẽ cái mức độ kiến thức là thông hiểu, 1 câu mang tính chất vận dụng và vận dụng cao sẽ là 1 câu. Còn về cái mảng kiến thức vùng kinh tế thì ở đây nhận biết tổng cộng là 6 câu và mức độ nhận biết là 1, rồi mức độ thông hiểu là 5 câu và tổng cộng là 6 câu. Và một cái điều cũng hơi bất ngờ so với cái năm trước là cái đề thi tham khảo năm nay thì cái số lượng câu hỏi áp phát địa lý thì đã tăng thêm 1, thì tổng cộng đã sẽ có 12 câu về sử dụng áp phát địa lý Việt Nam, so với năm trước thì chỉ có 11 câu thôi. Rồi kiến thức biểu đồ mang tính chất mức độ kiến thức vận dụng thì 1 câu, và cái bảng số liệu chúng ta sẽ có 1 câu. Thì như vậy tổng cộng ta trong cái đề thi tham khảo môn địa lý mà Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố thì chúng ta sẽ có 40 câu. Thì trên đây là cái ma trận đề thi tham khảo mà thầy phân tích để các em lấy làm cái cơ sở chúng ta ôn tập cho kỳ thi Trung học quốc gia sắp tới. Như vậy là thấy cái mức độ nhận biết rồi thông hiểu ta sẽ cộng lại khoảng chiếm khoảng 70% trong cái đề thi, và phần còn lại đó là vận dụng và vận dụng cao. Thì các em biết rằng cái tài liệu để chúng ta ôn tập tốt nhất trong cái kỳ thi học thông quốc gia năm 2020 này là cái đề thi tham khảo này, thì hy vọng các em sẽ nắm được cái cấu trúc đề thi để chúng ta lấy làm cái cơ sở là ôn tập. Thì bây giờ thầy sẽ đi vào từng cái câu hỏi chi tiết ở trong cái đề thi. Đầu tiên đó chính là cái câu 41, thì nội dung của câu hỏi như sau: việc khai thác gỗ ở nước ta chỉ được tiến hành ở đâu? Đáp án thứ nhất đó chính là rừng sản xuất. Đáp án thứ hai là rừng phòng hộ. Đáp án thứ ba là các khu bảo tồn, và đáp án thứ tư đó chính là vườn quốc gia. Thì các em đều biết được rằng cái rừng sản xuất là có thể là giao hoặc là cho thuê, còn rừng phòng hộ thì ở đấy có tác dụng giảm các cái thiên tai như rừng phòng hộ trồng ở đầu nguồn của sông thì để giảm cái lưu lượng nước, điều tiết nước, hoặc là rừng phòng hộ để ven biển để chống cát,
bãi cát chảy vân vân. Còn khu bảo tồn và vườn quốc gia thì đó là chính là rừng đặc dụng để bảo vệ cái nguồn gen quý hiếm. Thì như vậy trong cái câu hỏi này chúng ta sẽ lựa chọn cái đáp án A, đó chính là cái rừng sản xuất. Như vậy khai thác gỗ thì sẽ được tiến hành ở cái rừng sản xuất. Ta sang cái câu hỏi thứ hai, mưa bão nước ta thì thường gây ra ở như thế nào? Chúng ta sẽ xem từng cái đáp án chi tiết. A đó chính là rét hại, B là ngập lụt, C là sương muối và D chính là tuyết rơi. Thì các em biết được rồi, về cái hậu quả của mưa bão thì bão thì thường kèm theo cái gió và cái lượng mưa lớn, và ở đây chúng ta sẽ lựa chọn cái đáp án B, đó chính là gây ngập lụt. Ta sang câu hỏi thì số 43, nơi nào sau đây thì thuận lợi để nuôi thủy sản nước ngọt ở nước ta? Đáp án thứ nhất đó là A là bãi triều, đáp án thứ hai là sông suối, đáp án thứ ba là vịnh biển, và đáp án tiếp theo đó chính là đầm phá. Đó thì trong số những cái đáp án này thì thuận lợi để nuôi trồng thủy sản nước ngọt thì các em phải lựa chọn cái đáp án B, đó chính là sông suối. Còn ở cái vịnh biển là một cái nơi thuận lợi cho cá đẻ, rồi bãi triều và đầm phá thì có thể nuôi thủy sản nước lở. Thì nước ngọt thì chỉ có cái các em phải lựa chọn đáp án B, đó chính là sông suối. Ra là sang câu 44, các sản phẩm nào sau đây thì thuộc công nghiệp chế biến sản phẩm trồng trọt ở nước ta? Thì câu hỏi này liên quan đến cái bài 22, các ngành công nghiệp trọng điểm. Phương án thứ nhất đó chính là gạo ngô, phương án thứ hai là sữa bơ, đáp án C đó là thịt hộp, và đáp án D là nước mắm. Đó thì các em nhớ lại phần kiến thức đã học ở trong bài, sữa bơ và đáp án B và đáp án C, sữa bơ và thịt hộp thì nó chính là cái thuộc vào cái công nghiệp chế biến sản phẩm chăn nuôi, còn nước mắm thì chế biến thủy hải sản. Thì như vậy mình sẽ lựa chọn cái đáp án A, đó chính là gạo ngô, thuộc vào lĩnh vực công nghiệp chế biến sản phẩm trồng trọt. Đặt sang câu 45, vùng đồi trước núi ở Bắc Trung Bộ thì có thế mạnh về. Thì câu hỏi này nằm ở cái bài số 35, vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở Bắc Trung Bộ. Chúng ta sẽ có cái phần thế mạnh về khai thác tổng hợp nông lâm ngư nghiệp ở cái vùng Bắc Trung Bộ. Đáp án A đó chính là chăn nuôi trâu và bò, đáp án B đó là trồng cây lương thực, đáp án C là nuôi lợn và gia cầm, đáp án D là nuôi tôm và cá nước lợ. Thì chúng ta biết cái địa hình của cái vùng Bắc Trung Bộ thì rất đa dạng từ đông sang tây, cao dần từ đông sang tây với những cái bậc địa hình khác nhau. Thì chúng ta thấy cái từ cái vùng biển mà thêm lục địa đến cái đồng bằng ven biển đến cái vùng đồi trước núi và cái vùng núi cao, thì chúng ta thấy cái thế mạnh ở cái vùng đồi trước núi ở Bắc Trung Bộ đó chính là cái đáp án A, chăn nuôi trâu và bò. Đó thì đây là một từ những cái lợi thế này thì vùng đồng bằng, vùng trung miền Bắc Bộ đã trở thành một cái vùng sản chăn nuôi đại gia súc trâu bò lớn hàng đầu ở nước ta. Ra sang cái câu 46, căn cứ vào lát địa lý Việt Nam, trang 4 trang 5 cho biết tỉnh nào sau đây giáp với biển. Đó thì khác với cái đề thi tham khảo, đề thi chính thức và đề thi tham khảo của năm 2019, thì năm nay thì số lượng câu hỏi thực hành kỹ năng ăn đá đã được nâng lên 12 câu, và hầu như những cái câu này thì ở cái mức độ nhận biết để cho các em ôn tập và tốt nghiệp ở cái mức độ tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Cái đáp án thứ nhất thì đó là tỉnh Sóc Trăng, đáp án thứ hai đó chính là Hậu Giang, đáp án thứ ba là tỉnh Đồng Tháp, và đáp án thứ D đó tính là đó là An Giang. Thì như vậy cái câu hỏi Atlas đã cho các em biết cái số trang, cho nên chúng ta sẽ lật cái trang Atlas, cái trang số 4, số 5 ra, và chúng ta sẽ lần lượt tìm các cái tỉnh mà có cái
mà ở trong đề thi chúng ta sẽ xác định đó chính là giáp biển, thì trong số 4 tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang, Đồng Tháp và An Giang ta sẽ lựa chọn tỉnh Sóc Trăng. Sóc Trăng là một cái 4 cái tỉnh này thì đều thuộc đồng bằng sông Cửu Long và Sóc Trăng là tỉnh giáp biển. Thì câu hỏi tiếp theo câu 47, căn cứ vào Luật Địa lý Việt Nam trang 10 cho biết trong các hệ thống sông sau đây thì hệ thống sông nào thì có tỷ lệ diện tích lưu vực lớn nhất. Đó thì em sẽ lật cái Atlas Địa lý trang 10 ra và ở phía trên cái ở trong mình sẽ có 4 cái đáp án: A là sông Cả, B là sông Ba, C là sông Thu Bồn và D là sông Thái Bình. Thì em sẽ lật cái Atlas Địa lý trang 10 ra và ở phía bên ở phía trên cái góc của cái trang Atlas thì em thấy có một cái biểu đồ về cái diện tích lưu vực của các hệ thống sông. Chúng ta sẽ đi tìm cái tỷ lệ cái diện tích của các cái sông mà đề thi yêu cầu và chúng ta sẽ tìm ra được cái đáp án đúng về cái sông mà có cái diện tích lưu vực lớn nhất ở đây. Như vậy thì chúng ta sẽ chọn cái đáp án đúng, đó chính là sông Cả. Sông Cả là cái sông có diện tích lưu vực lớn nhất trong số các cái sông mà đề thi yêu cầu. Rồi chúng ta sang cái câu số 48, cùng là câu hỏi Atlas Địa lý Việt Nam. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 9 cho biết vùng khí hậu nào sau đây thuộc miền khí hậu phía Bắc. Thì các em lại sử dụng Atlas Địa lý trang 9 ở cái câu hỏi này. Trong các vùng khí hậu Nam Bộ, A là Nam Bộ, B là Nam Trung Bộ, C là Bắc Trung Bộ và D là Tây Nguyên. Thì các em sẽ lựa chọn xem thử cái vùng khí hậu, miền khí hậu nào thì thuộc vùng khí hậu phía Bắc ở nước ta. Thì chúng ta thấy trong cái Atlas Địa lý trang 9 thì các em thấy xác định cái ở phía Bắc, tức là cái vùng khí hậu phía Bắc và phía Nam. Vùng khí hậu phía Nam thì ranh dưới giữa hai vùng khí hậu này đó chính là cái dải Bạch Mã, thì ranh dưới ở đây. Thì các em thấy cái vùng khí hậu phía Bắc thì có vùng khí hậu Tây Bắc, miền khí hậu Tây Bắc Bộ, rồi vùng khí hậu Đông Bắc Bộ, rồi vùng rồi như vậy chúng ta sẽ thấy xác định cái vùng khí hậu Bắc Trung Bộ ta thuộc vào cái miền khí hậu phía Bắc ở nước ta. Như vậy chúng ta sẽ xác định cái với câu hỏi này chúng ta sẽ xác định cái đáp án C, đó là cái vùng khí hậu Bắc Trung Bộ. Với câu 49 thì chúng ta sẽ sử dụng Atlas Địa lý Việt Nam trang 13 cho biết cái núi nào sau đây thì thuộc miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ. Với đáp án A là núi Phu Luông, đáp án B là Tam Đảo, đáp án C là Pu Chà và đáp án D là núi Phan Xi Păng. Thì các em sẽ sử dụng Atlas Địa lý Việt Nam trang 13 và chúng ta sẽ xác định các cái núi ở đây chính là cái miền Bắc và cái Đông Bắc Bắc Bộ, còn phía bên này thì miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ. Chúng ta sẽ xác định các cái núi nào mà nằm ở trong cái vùng phạm vi lãnh thổ của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ. Thì đây chính là cái vị trí của núi Tam Đảo. Chúng ta sẽ lựa chọn cái với câu hỏi này chúng ta sẽ lựa chọn cái đáp án đó chính là B, núi Tam Đảo. Sang câu hỏi Atlas Địa lý tiếp theo, căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 17 cho biết trung tâm kinh tế nào sau đây thuộc duyên hải Nam Trung Bộ. Chúng ta sẽ có 7 cái vùng kinh tế: trung du miền núi Bắc Bộ là 1, đồng bằng sông Hồng là 2, Bắc Trung Bộ là 3, rồi duyên hải Nam Trung Bộ là 4, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta sẽ xác định được các cái phạm vi của từng cái tỉnh này thông qua của các cái tỉnh của vùng này thì đã thông qua cái nội dung bài học. Thì chúng ta sẽ xem đáp án A đó chính là cái Thanh Hóa, rồi đáp án B đó chính là Vinh, đáp án C là Huế và đáp án D là Quy Nhơn.
thì chúng ta thấy các cái trung tâm kinh tế thì chúng ta lật dựa vào đại đại Việt Nam trang 17 đã xác định các cái trung tâm này thì đây vị trí của Thanh Hóa, Vinh, Huế và Quy Nhơn. Quy Nhơn thì thuộc vào cái vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Như vậy đáp án của chúng ta đó chính là đáp án D, Quy Nhơn. Chúng ta sang cái câu hỏi đáp kế tiếp, câu 51. Căn cứ vào đáp địa lý Việt Nam trang 19 cho biết tỉnh nào có số lượng châu lớn nhất trong các tỉnh. Thì như vậy chúng ta sẽ lật cái Atlas địa lý Việt Nam trang 19 để chúng ta xác định trong các tỉnh: A là Lạng Sơn, B là Bắc Cạn, C là Thái Nguyên và D là Vĩnh Phúc. Thì các em sẽ lật cái sử dụng Atlas địa lý Việt Nam trang 19 để chúng ta xác định đây là chính là cái số lượng châu, cái cột thể màu xanh thể hiện số lượng châu. Chúng ta sẽ xem cái độ dài của từng cái độ cao của từng cái cột giữa các tỉnh ở trong đề thi để chúng ta so sánh xem tỉnh nào là có số lượng châu lớn nhất. Thì trong cái vùng này thì chúng ta sẽ lựa, với câu hỏi này chúng ta sẽ lựa chọn cái đáp án A, đó là Lạng Sơn, một trong những cái tỉnh thuộc trung du miền núi Bắc Bộ, có cái thế mạnh về nuôi gia súc, đặc biệt là châu. Ra sang câu 52, căn cứ vào Atlas địa lý Việt Nam trang 21 cho biết trung tâm công nghiệp nào sau đây thì có ngành khai thác than đá. Đáp án A là Hưng Yên, đáp án B là Cẩm Phả, đáp án C là Thanh Hóa và đáp án D là Vinh. Đó thì với trả lời câu hỏi này, các em sẽ lật Atlas địa lý Việt Nam trang 21. Chúng ta sẽ xác định xem các cái trung tâm công nghiệp thì nào thì có ngành khai thác than đá. Thì để sử dụng cái làm hoàn thành cái câu hỏi này, các sẽ nắm được cái ký hiệu chung về than đá ở cái Atlas địa lý Việt Nam trang 3, trang ký hiệu chung. Sau đó thì dựa vào cái các cái vùng kinh trung tâm kinh tế mà Atlas mà câu hỏi yêu cầu thì các xác định. Thì với cái câu hỏi này, các sẽ lựa chọn cái đáp án B, đó chính là Cẩm Phả. Thì ở đây có cái ngành khai thác than đá. Ra sang cái câu hỏi 53, cũng là câu hỏi Atlas địa lý Việt Nam trang 23, cho biết đường số 2 thì nối Hà Nội với địa điểm nào sau đây. Đó thì chúng ta sẽ có đáp án A, đó là Cao Bằng, đáp án B đó chính là Hà Giang, đáp án C là Lạng Sơn và đáp án D đó chính là Hạ Long. Đó thì chúng ta sẽ lật Atlas địa lý Việt Nam trang 23, đó chính là cái trang giao thông vận tải. Chúng ta sẽ xác định cái tuyến đường số 2, tuyến đường số 2 từ Hà Nội nối Hà Giang theo cái hướng Bắc Nam. Như vậy chúng ta sẽ lựa chọn, với câu hỏi này chúng ta sẽ lựa chọn cái đáp án B, đó chính là Hà Giang. Rồi câu hỏi Atlas tiếp theo, căn cứ vào đáp địa lý Việt Nam trang 27 cho biết khu kinh tế ven biển Nghi Sơn thì thuộc tỉnh nào sau đây. Đó thì các em sẽ sử dụng Atlas địa lý Việt Nam trang 27 để chúng ta trả lời câu hỏi này. Đáp án A là Thanh Hóa, đáp án B là Nghệ An, đáp án C là Hà Tĩnh, đáp án D đó là tỉnh Quảng Bình. Chúng ta sẽ xem cái ký hiệu của khu kinh tế ven biển như thế nào để chúng ta trả lời. Đây chính là cái vị trí của khu kinh tế ven biển Nghi Sơn, và chúng ta sẽ xác định cái đơn vị cái khu kinh tế ven biển Nghi Sơn thể thuộc tỉnh Thanh Hóa. Như vậy chúng ta sẽ lựa chọn cái đáp án A. Câu 54 chúng ta sẽ lựa chọn đáp án A, đó chính là Thanh Hóa. Câu tiếp theo, câu 55, căn cứ vào Atlas địa lý Việt Nam trang 28 cho biết thì cây thuốc lá trồng nhiều ở những cái tỉnh nào sau đây thuộc duyên hải Nam Trung Bộ. Đáp án A đó chính là Bình Thuận, đáp án B đó là Ninh Thuận, đáp án C đó chính là Phú Yên,
và đáp án D là tỉnh Khánh Hòa. Đó thì các em sẽ sử dụng cái Atlas Địa lý Việt Nam trang 28 có hai cái vùng kinh tế, đó là vùng Tây Nguyên và vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Chúng ta sẽ xác định lại cái vùng duyên hải Nam Trung Bộ ở trong Atlas Địa lý Việt Nam, và chúng ta sẽ xem ký hiệu của các cái loại cây trồng. Ở đây chúng ta thấy cái tỉnh Ninh Thuận là một trong những cái đơn vị mà hành chính mà trồng cái cây thuốc lá rất nhiều ở cái vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Chúng ta sẽ lựa chọn cái đáp án B, đó chính là tỉnh Ninh Thuận. Câu hỏi 56. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 29 cho biết khu kinh tế cửa khẩu nào sau đây thì thuộc Đông Nam Bộ. Thì như vậy chúng ta sẽ xem cái ký hiệu của khu kinh tế cửa khẩu như thế nào để và chúng ta sẽ xác định cái vùng Đông Nam Bộ xem từ vùng này có những cái cửa khẩu nào để em lựa chọn đáp án. Phương án A đó chính là Sa Mạc, B là Đồng Tháp, C là An Giang và D chính là Hà Tiên. Thì ở đây chính là cái ở đây đó chính là cái vùng Đông Nam Bộ. Vùng Đông Nam Bộ các em thấy ở trong Atlas Địa lý Việt Nam trang 29, và chúng ta xác định cửa khẩu Sa Mạc thuộc vào cái vùng Đông Nam Bộ, còn Đồng Tháp, An Giang và Hà Tiên đó chính là ba cái khu kinh tế cửa khẩu thuộc cái đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy chúng ta sẽ với cái câu 56 chúng ta sẽ lựa chọn cái đáp án A, đó chính là Sa Mạc thuộc tỉnh Tây Ninh ở cái vùng Đông Nam Bộ. Chúng ta sang cái câu 57. Thế mạnh nông nghiệp nhiệt đới ở Trung Du và miền núi nước ta là, thì các em biết thế mạnh cái đặc điểm về Trung Du miền núi thì đó chính là địa hình đồi núi và cao nguyên là chủ yếu. Cho nên chúng ta sẽ xem thử là có thế mạnh gì. Thì câu hỏi này liên quan đến cái vùng thế mạnh của các cái khu vực địa hình ở nước ta ở cái bài 6, bài 7. Đáp án thứ nhất đó chính là trồng cây lâu năm, chăn nuôi gia súc lớn. Phương án B đó chính là chăn nuôi gia cầm và trồng cây lương thực. Đáp án C là trồng cây hàng năm và nuôi trồng thủy sản. Và đáp án D là nuôi trồng thủy sản và trồng cây dược liệu. Thì các em biết với cái thế mạnh đồi núi rồi đất ferralit, đất đỏ ba gian ở cái vùng đồi núi nước ta thì cho phép trồng thuận lợi để trồng những cái cây công nghiệp lâu năm và có nhiều cái cao nguyên đồng cỏ ở cái vùng trung du đồi núi, cho nên lợi thế cho chăn nuôi gia súc lớn mà chủ yếu là trâu bò. Cho nên chúng ta sẽ lựa chọn cái đáp án A, đó chính là cây lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn. Câu hỏi 58. Phát biểu nào sau đây đúng về ngành viễn thông của nước ta hiện nay? Thì các em sẽ xem từng cái nội dung của đáp án. Đáp án A là tốc độ phát triển rất nhanh. Đáp án B là các công nghệ còn hạn chế. Đáp án C đó chính là thừa cái lao động kỹ thuật cao. Và đáp án D đó chính là phát triển nhất ở cái miền núi. Đó thì với những cái đặc trưng của cái ngành viễn thông nước ta hiện nay, chúng ta sẽ lựa chọn cái đáp án A, đó chính là cái lĩnh vực viễn thông của nước ta hiện nay thì phát triển với tốc độ rất nhanh, với ứng dụng nhiều cái thiết bị kỹ thuật hiện đại đáp ứng được cái xu hướng phát triển chung trên thế giới. Chúng ta sẽ lựa chọn cái đáp án A. Câu hỏi 59. Phát biểu nào sau đây không đúng với ngoại thương nước ta hiện nay? Đó thì hoạt động ngoại thương thì sẽ bao gồm cái xuất khẩu và nhập khẩu, còn nội thương nó chính là cái hoạt động buôn bán với ở trong nước. Chúng ta sẽ xem phát biểu nào đúng với cái hoạt động ngoại thương của nước ta hiện nay. Phương án A đó chính là thị trường buôn bán được mở rộng. Phương án B là kim ngạch xuất khẩu liên tục tăng. Phương án C là hàng hóa phong phú và đa dạng. Phương án D là chủ yếu nhập khẩu hàng tiêu dùng. Đó thì chúng ta đi phân tích các cái
Phương án ở trong cái ABCD ở trong cái, với câu hỏi này thì chúng ta sẽ xem thử là đáp án nào là không đúng. Đây là những cái câu hỏi mang tính chất phủ định, thì chúng ta chú ý ở các cái ở từ khóa của các cái câu dẫn này thì chúng ta sẽ lựa chọn cái phương án D, chủ yếu nhập khẩu hàng tiêu dùng. Thì các em được biết cái hàng nhập khẩu nước ta thì chủ yếu là tư liệu sản xuất và một ít cái một phần nhỏ cái hàng tiêu dùng, chứ không phải là nhập khẩu chủ yếu là hàng tiêu dùng. Thì như vậy đó, đáp án D là đáp án không đúng với cái ngành ngoại thương ở nước ta. Câu 60, phát biểu nào sau đây không đúng với Trung Du và miền núi Bắc Bộ? Đáp án A, diện tích rộng nhất cả nước. B, có nhiều vịnh biển và đầm phá. C, biên giới chung với hai quốc gia. Và D là nhiều khoáng sản trữ lượng lớn. Thì câu này nằm ở cái bài 32, vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Ở cái bài 32, địa lý vùng kinh tế, thì chúng ta với câu hỏi này chúng ta sẽ lựa chọn cái đáp án B, có nhiều vịnh biển và đầm phá. Cũng như miền núi Bắc Bộ diện tích khoảng rộng nhất nước ta khoảng 101.000 km², rồi biên giới chung với hai quốc gia ở đáp án B đó chính là Trung Du miền núi Bắc Bộ thì giáp với Lào và Trung Quốc. Còn đáp án D, có nhiều khoáng sản có trữ lượng lớn, thì cũng như miền núi Bắc Bộ là một trong những cái vùng có nhiều khoáng sản bậc nhất ở nước ta. Còn cái đáp án B, có vịnh biển và đầm phá là không đúng, có nhiều vịnh biển và đầm phá là không đúng với cái vùng Trung Du miền núi Bắc Bộ. Chúng ta sang cái câu 61, thuận lợi của duyên hải Nam Trung Bộ đối với phát triển dịch vụ hàng hải là, thì chúng ta sẽ có cái ở cái bài 36, vấn đề phát triển kinh tế xã hội ở duyên hải Nam Trung Bộ, chúng ta sẽ có cái phần phát triển tổng hợp kinh tế biển. Thì chúng ta thấy để chúng ta vận dụng kiến thức đó, phần đó chúng ta trả lời cái câu hỏi này. Đáp án A là bờ biển dài và có các cái vịnh nước sâu. Đáp án B, có vùng biển rộng và các cái đầm phá. Đáp án C, có nhiều cửa sông và những cái bãi chiều. Đáp án D, đó chính là có những cái bãi cát rồng và đảo ven bờ. Đó thì trong các cái đáp án này chúng ta sẽ lựa chọn cái đáp án A, có bờ biển dài và có các cái vịnh nước sâu, thì do những cái đặc điểm có những cái lợi thế. Trung miền núi Bắc, duyên hải Nam Trung Bộ là một trong những cái vùng mà có rất nhiều cái lợi thế để phát triển giao thông vận tải biển, hay còn gọi là dịch vụ hàng hải. Thì trong đó có cái lợi thế đó chính là bờ biển của vùng thì dài và có nhiều cái vịnh nước sâu. Chúng ta sẽ lựa chọn cái đáp án A. Câu 62, là tiềm năng to lớn của Tây Nguyên để phát triển cây công nghiệp lâu năm là, thì chúng ta thấy Trung Du miền núi Bắc Bộ là một trong những cái vùng có rất nhiều cái lợi thế để phát triển cây công nghiệp lâu năm. Chúng ta sẽ đi xét từng cái phương án cụ thể của đề thi. A, đất ba gian và khí hậu cần xích đào. B, nhiều sông suối và cánh rừng rồng. C, có nhiều cao nguyên và đồi núi thấp. Và D là hai mùa mưa khô và giống cây tốt. Chúng ta sẽ xem cái tiềm năng to lớn để phát triển công nghiệp đó là những cái tiềm năng nào. Thì chúng ta sẽ lựa chọn cái đáp án A, đất ba gian và khí hậu cần xích đạo. Thì cũng như mình Tây Nguyên có cái tiềm năng đất ba gian rất lớn với những cái cao nguyên đất đỏ ba gian xếp tầng và khí hậu cần xích đạo với hai mùa mưa và khô rõ rệt. Ra sang cái câu 63, biện pháp thực hiện cần thực hiện để phát triển lâm nghiệp theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ là, thì ta có cái bài vấn đề phát triển kinh tế theo chiều sâu ở cái vùng Đông Nam Bộ. Chúng ta sẽ vận dụng cái bài này để chúng ta trả lời câu hỏi này. A, xây dựng các cái công trình thủy lợi. B, đó chính là thay đổi cơ cấu cây công nghiệp. C, phát triển diện tích rừng ngập mặn.
và D đó chính là mở rộng thêm diện tích đất trồng. Thì ở đây các em nhớ đó chính là vấn đề cần thực hiện để phát triển cái lâm nghiệp theo chiều sâu, chứ cái lĩnh vực ở trong cái giải pháp để phát triển nông lâm ngư nghiệp theo chiều sâu thì ta sẽ phân tích ở cái câu hỏi này, đó chính là vấn đề phát triển lâm nghiệp theo chiều sâu. Thì ta sẽ lựa chọn cái đáp án C, đó chính là phát triển diện tích rừng ngập mặn. Cái câu 64, khó khăn đối với sản xuất nông nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long là gì? Chúng ta ở cái bài 41, chúng ta sẽ tìm hiểu về cái vùng đồng bằng sông Cửu Long, chúng ta sẽ vận dụng để chúng ta trả lời câu hỏi này. A là diện tích rộng lớn và địa hình thấp. B, mùa khô kéo dài, thiếu nước ngọt. C là bề mặt bị cắt xẻ và nhiều kênh rạch. D đó chính là nhiều loại đất, đường bờ biển kéo dài. Thì chúng ta sẽ xem thử để chúng ta lựa chọn cái đáp án đúng ở cái câu hỏi này. Chúng ta sẽ lựa chọn cái đáp án B là mùa khô kéo dài và thiếu nước ngọt. Thì chúng ta thấy mùa khô kéo dài ở cái đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và các cái vùng kinh tế như ở cái vùng Đông Nam Bộ vân vân, thì chúng ta thấy gây thiếu nước ngọt, đặc biệt đồng bằng sông Cửu Long hiện nay thì em thấy là mùa khô kéo dài làm tăng cái hiện tượng sông nhập mặn, nên thiếu nước ngọt là một cái vấn đề rất nghiêm trọng ở đây. Câu hỏi tiếp theo, câu 65, việc nâng cấp cảng biển của nước ta thì chủ yếu nhằm mục đích gì? A đó chính là nâng cao năng lực vận chuyển. B là giải quyết việc làm cho dân cư. C là giúp mở rộng khu công nghiệp. Và D là phục vụ khai thác khoáng sản. Thì với câu hỏi này thì chúng ta sẽ xem lại ở cái bài 42, vấn đề phát triển cái kinh tế và an ninh quốc phòng ở các đảo và quần đảo nước ta. Chúng ta sẽ lựa chọn cái đáp án A, đó chính là nâng cao năng lực vận chuyển. Câu 66, thì câu hỏi này liên quan đến vấn đề sử dụng Atlas Địa lý Việt Nam. Căn cứ vào Atlas Địa lý Việt Nam trang 22, cho biết phát biểu nào sau đây không đúng về thủy điện ở nước ta? A là có nhiều nhà máy khác nhau. B là giải quyết việc làm cho dân cư. C là phân bố nhiều ở cái vùng núi. Và D là tập trung chủ yếu ở cái Nam Bộ. Thì chúng ta với câu hỏi sử dụng lát thì chúng ta sẽ lựa chọn cái câu cái đáp án D, tập trung chủ yếu ở Nam Bộ. Ở Nam Bộ thì tập trung nhiều cái nhà máy nhiệt điện với cái nguồn nhiên liệu khí đốt, chứ với vấn đề thủy điện thì không tập trung nhiều ở cái ở đây. Chúng ta phải lựa chọn cái đáp án D. Câu 67, cho cái biểu đồ. Thì biểu đồ này chính là cái biểu đồ về diện tích lúa các mùa vụ của nước ta năm 2010 và năm 2018. Thì với câu hỏi như sau, theo biểu đồ nhận xét nào sau đây đúng về diện tích lúa các mùa vụ của nước ta năm 2018 so với năm 2010? Đáp án A, lúa đông xuân thì giảm, lúa mùa thì tăng. Đáp án B, lúa mùa tăng, lúa đông xuân tăng. Đáp án C, lúa hè thu và thu đông thì giảm, lúa mùa tăng. Và đáp án D, lúa hè thu và thu đông tăng, lúa đông xuân tăng. Như vậy các em sẽ xem phân tích kỹ cái biểu đồ thì chúng ta đưa ra cái phương án đúng nhất. Chúng ta thấy ở đây lúa đông xuân, rồi lúa hè thu và thu đông, và cái hiểu này là lúa mùa. Chúng ta so sánh tương quan, chúng ta thấy lúa đông xuân thì từ 3.086 tăng lên 3.102, rồi lúa hè thu và thu đông chúng ta thấy từ 2.436 tăng lên 2.785, còn lúa mùa thì từ 1.968
tăng lên giảm xuống 1683. Thì như vậy chúng ta phân tích cái biểu các cái số liệu ở trên cái đầu cột thì chúng ta đưa ra cái phương án đúng cho cái câu trả lời. Như vậy với cái câu hỏi biểu đồ này thì chúng ta sẽ lựa chọn cái phương án đáp án D, đó là lúa hè thu và thu đông thì tăng và lúa đông xuân thì tăng. Chúng ta sang cái câu hỏi 68 thì câu hỏi này thuộc vào cái phần sử dụng làm việc với cái bảng số liệu ở cái phần chương trình địa lý lớp 11. Thì cho cái bảng số liệu về tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử của một số quốc gia năm 2018, đơn vị là phần trăm. Chúng ta sẽ có một số quốc gia về Indonesia, Philippines, Myanmar và Thái Lan. Thì nội dung câu hỏi: theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh tỷ lệ gia tăng tự nhiên năm 2018 của một số quốc gia? Thì ở đây so sánh đáp án A là Thái Lan cao hơn Myanmar, đáp án B là Myanmar cao hơn Indonesia, đáp án C đó chính là Indonesia cao hơn Philippines, và đáp án D đó là Philippines cao hơn Thái Lan. Đó thì em nhớ lại cái ở đây cho em cái tỷ lệ sinh và cái tỷ lệ tử, cho nên các em phải sử dụng cái công thức để chúng ta tính cái tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên. Câu 68 thì đề thi cho chúng ta về cái tỷ lệ sinh và tỷ lệ tử của một số nước và yêu cầu chúng ta tính về cái tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên để chúng ta so sánh. Thì các em sẽ tính cái tỷ suất tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên theo cái công thức như sau: tỷ lệ gia tăng tự nhiên đang là đơn vị phần trăm, ta tính bằng việc lấy cái tỷ lệ sinh phần ngàn đang là ở phần ngàn, chúng ta trừ cho cái tỷ lệ tử cũng đang là đơn vị phần ngàn, và chúng ta đi do tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên tính bằng cái đơn vị phần trăm nên chúng ta sẽ đi chia cho 10. Như vậy tính tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên em sẽ tính bằng công thức là lấy cái tỷ lệ sinh đang đơn vị phần ngàn ở trong bảng số liệu ra đi trừ cho tỷ lệ tử cũng đang đơn vị phần ngàn, chúng ta sẽ chia cho 10, chúng ta sẽ tính ra được cái tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên thì chúng ta tìm cái đáp án đúng. Sau khi các em tính xong về tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên của các nước thì các em đi so sánh với từng cái đáp án mà cái đề thi yêu cầu, thì chúng ta sẽ lựa chọn cái đáp án D, đó chính là Philippines thì có cái tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên cao hơn Thái Lan. Chúng ta thấy Philippines thì có tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên cao hơn ở Thái Lan, nhưng lựa chọn cái đáp án D. Ra sang cái câu 69, nước ta có đặc điểm thiên nhiên nhiệt đới là do A là nằm hoàn toàn trong khu vực nội trí tuyến, B chịu tác động thường xuyên của tín phong, C ở khu vực hoạt động của gió mùa châu Á, và D đó chính là giáp Biển Đông thông ra Thái Bình Dương. Thì như vậy chúng ta sẽ lựa chọn cái đáp án A, nằm hoàn toàn trong khu vực nội trí tuyến. Câu 70, diện tích rừng ngập mặn của ta bị thu hẹp chủ yếu là do tác động của cái yếu tố nào? A là bờ biển sạt lở, môi trường ô nhiễm, B cháy rừng, phát triển nuôi trồng thủy sản, C biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dân, D đẩy mạnh hoạt động du lịch và ít trồng rừng. Thì chúng ta sẽ lựa chọn cái
cái đáp án dựa vào cái yêu cầu. Như vậy với cái câu hỏi này chúng ta sẽ lựa chọn cái đáp án B, đó chính là cháy rừng phát triển nuôi trồng thủy sản. Thì diện tích rừng ngập mặn ở cái vùng ven biển nước ta hiện nay có cái xu hướng bị thu hẹp. Các bạn thấy cái nguyên nhân đó chính là cháy rừng và do cái phát triển nuôi trồng thủy sản. Ta sang cái câu 71, sự khác nhau về mùa khí hậu giữa sườn Đông Trường Sơn và Tây Nguyên thì chủ yếu do tác động kết hợp của yếu tố nào? Đáp án A là các loại gió và dải Trường Sơn Nam. Đáp án B là dải hội tụ nhiệt đới và các cao nguyên. Đáp án C là bão và các đồng bằng nhỏ hẹp ở ven biển. Và đáp án D là tĩnh phong bán cầu Bắc và các đỉnh núi. Đó thì ngay bên là cái đặc điểm khí hậu giữa cái sườn Đông Trường Sơn là các cái tỉnh của cái vùng duyên hải Nam Trung Bộ thì có một sự khác biệt về khí hậu so với ở Tây Nguyên. Thì nguyên nhân đó chính là do kết hợp của các cái loại gió và dải Trường Sơn Nam. Khi mà cái đặc điểm gió mùa Tây Nam hoạt động đến thì dải núi Trường Sơn Nam sẽ trở thành cái nơi chắn gió, cho nên làm cho cái các cái tỉnh ở phía Đông Trường Sơn thì nó có sự khác biệt về khí hậu so với cái vùng Tây Nguyên. Như vậy đáp án của chúng ta sẽ là đáp án A. Câu số 72, dân cư nước ta thì phân bố chưa hợp lý chủ yếu là do tác động của cái yếu tố nào? Thì câu hỏi này thì thuộc cái phần địa lý dân cư. Đáp án A, vị trí địa lý, địa hình, khí hậu và tài nguyên. Đáp án B, quá trình định cư, trình độ dân trí và số dân. Đáp án C, sự phát triển kinh tế và các điều kiện tự nhiên. Đáp án D là các nhân tố về xã hội và cơ cấu nền kinh tế. Thì câu hỏi này thì nằm ở cái mức độ vận dụng, thì các em sẽ sử dụng cái kiến thức đã học ở cái bài 16 về cái đặc điểm dân số và phân bố dân cư nước ta để chúng ta trả lời. Chúng ta sẽ lựa chọn cái đáp án C, đó là sự phát triển kinh tế và các điều kiện tự nhiên. Thì sự phát triển kinh tế ở đây thì nơi nào mà kinh tế phát triển thì sẽ có sự tập trung dân cư đông đúc, rồi các cái điều kiện tự nhiên như là địa hình, khí hậu vân vân thì ảnh hưởng rất lớn đến cái sự phân bố dân cư. Nơi nào mà chúng ta so sánh với địa hình dân cư tập trung ở đồng bằng nhiều hơn so với cái vùng núi vân vân thì chúng ta thấy được cái phương án C là cái lựa chọn đúng ở câu hỏi này. Rồi chúng ta sang câu tiếp theo là câu 73, chuyên đề cái phần địa lý dân cư. Tỷ lệ thất nghiệp ở nước ta vẫn còn cao là chủ yếu do đáp án A, lao động tăng, kinh tế còn chậm phát triển. Đáp án B, đô thị hóa mở rộng, đất nông nghiệp thì thu hẹp. Đáp án C, lao động kỹ thuật ít, công nghiệp còn hạn chế. Đáp án D là dân cư nông thôn đông và ít hoạt động dịch vụ. Như vậy với cái câu hỏi này chúng ta sẽ lựa chọn cái đáp án A, đó là lao động tăng, kinh tế còn chậm phát triển. Thì lao động nước ta là một nước dân số trẻ, thì các em thấy cái số cái lực lượng lao động rất đông, trong cái sự phát triển kinh tế thì chưa đáp ứng được cái nhu cầu của cái nguồn lao động, cho nên cái đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái tỷ lệ thất nghiệp nước ta còn cao. Câu 74, quá trình đô thị hóa ở nước ta diễn ra chưa nhanh chủ yếu là do nguyên nhân nào? Đáp án A là các hoạt động phi nông nghiệp còn yếu. B là công nghiệp hóa phát triển còn chậm. C là lao động nông nghiệp vẫn còn tỷ lệ lớn. Và D là chịu ảnh hưởng lâu dài của chiến tranh. Thì nằm ở cái những câu hỏi này thì mang cái mức độ ở cái mức độ là vận dụng cao, nằm ở liên quan đến cái bài 18 là bài đô thị hóa ở nước ta. Thì với cái câu hỏi này thì các em sẽ lựa chọn cái đáp án B, đó chính là công nghiệp hóa phát triển còn chậm. Thì các em biết được rằng cái đô thị hóa thì gắn liền với công nghiệp hóa, và cái quá trình công nghiệp hóa ở nước ta thì nó chưa nhanh, cho nên đó là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến cái quá trình đô thị hóa thì diễn ra còn chậm.
Câu 75, cơ cấu GDP phân theo thành phần kinh tế ở nước ta chuyển biến rõ rệt chủ yếu do A là chuyển sang nền kinh tế thị trường, B là thúc đẩy sự phát triển công nghiệp, C lao động dồi dào và tăng hàng năm, D là tăng trưởng kinh tế gần đây nhanh. Đó thì các em biết cái GDP nước ta theo thành phần kinh tế nước ta thì đang có sự chuyển biến rõ rệt, thì ở kinh tế thành phần kinh tế nhà nước thì giảm nhưng mà vẫn đóng vai trò chủ đạo, kinh tế ngoài nhà nước và đặc biệt là kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thì tăng lên. Thì một trong những nguyên nhân đó chúng ta sẽ lựa chọn cái đáp án A là chuyển sang nền kinh tế thị trường. Chúng ta đang chuyển sang nền kinh tế thị trường sau khi chúng ta gia nhập WTO thì cái hoạt động kinh tế đầu tư nước ngoài ngày càng tăng lên. Ta sang câu 75, cho biểu đồ về xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của Indonesia giai đoạn 2010-2017. Thì các em sẽ xác định ở đây là cái biểu đồ miền, biểu đồ miền, và chúng ta sẽ đọc cái nội dung câu hỏi như sau. Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? A là đáp án thứ nhất, đó là giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ. Thì nếu như thường thường với cái đọc với cái phương án A thì dạng biểu đồ thể hiện đó chính là dạng biểu đồ cột. Đáp án B, quy mô và cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ. Thì để thể hiện quy mô và cơ cấu thông thường đó chính là cái dạng biểu đồ tròn với bán kính khác nhau. Đáp án D là tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ. Thì với cái đáp án D thì biểu đồ thể tốc độ tăng trưởng là biểu đồ đường biểu diễn hay là đồ thị. Như vậy chúng ta sẽ lựa chọn cái đáp án đúng là đáp án C, chuyển dịch cơ cấu xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ. Biểu đồ miền sẽ thể hiện cái sự chuyển dịch cơ cấu, biểu đồ miền thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu, cho nên chúng ta sẽ lựa chọn cái đáp án đúng sẽ là đáp án C. Thực ra sang cái câu 77, đặc điểm nào sau đây của địa hình nước ta tạo thuận lợi chủ yếu cho phát triển thủy điện? A là đồi núi thấp và đồng bằng chiếm nhiều diện tích. B cấu trúc cổ được trẻ lại phân bậc theo độ cao. C hướng núi chính là tây bắc đông nam và hướng vòng cung. Và D là biểu hiện nhiệt đới ẩm gió mùa bị cắt xẻ nhiều. Chúng ta sẽ lựa chọn cái đáp án B, cấu trúc cổ được trẻ lại và phân bậc theo độ cao, chính cái hoạt động trẻ lại của địa hình và có tính phân bậc theo độ cao cho nên tạo cái lợi thế cho vấn đề phát triển thủy điện ở nước ta. Chúng ta sang cái câu số 78, sự hình thành của gió phơn tây nam ở đồng bằng ven biển miền Trung là do tác động kết hợp của yếu tố nào? A đó chính là gió tây nam từ Bắc Ấn Độ Dương đến và dải Trường Sơn. B là gió mùa tây nam từ Nam Bán Cầu lên và dải Trường Sơn. C địa hình đồi núi kéo dài và tĩnh phong Bán Cầu Bắc. D là lãnh thổ hẹp ngang và hoạt động của các loài gió vào mùa hạ. Thì chúng ta đều biết gió mùa tây nam từ cái đầu mùa hạ xuất phát từ cái áp cao Bắc Ấn Độ Dương khi thổi vào cái vùng Tây Nguyên và ở vùng Tây Nguyên ở nước ta thì đã thấy kết hợp với cái do cái ảnh hưởng của cái dải núi Trường Sơn Nam cho nên làm cho cái ở phía đông Trường Sơn thì em thấy là nó khô nóng cho nên ở đây chúng ta gọi là gió phơn tây nam. Chúng ta sẽ lựa chọn cái đáp án A là gió tây nam từ Bắc Ấn Độ Dương đến và dải Trường Sơn. Ra sang cái câu số 79, miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có đai ôn đới gió mùa trên núi là do yếu tố nào? Đó chính là đáp án A, khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có một mùa đông lạnh. Đáp án B, ở gần khu vực ngoài chí tuyến có cả khí hậu cần nhiệt và ôn đới. Đáp án C, có những núi cao trên 2.000
600m tập trung nhiều ở dãy Hoàng Liên Sơn. Đáp án D, có các loài động thực vật ôn đới từ phía Bắc di lưu và di cư đến. Thì chúng ta biết rằng sự phân hóa theo cái độ cao ở nước ta sẽ chia ra làm ba cái đai cao: đai nhiệt đới gió mùa trên núi, đai cận nhiệt đới gió mùa trên núi và cái đai ôn đới gió mùa trên núi. Thì ở cái đai ôn đới gió mùa trên núi thì chỉ có ở những cái vùng ở cái miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ thôi. Ở đây có cái núi Hoàng Liên Sơn cao trên cái dãy Hoàng Liên Sơn có đỉnh Phan Chi Phăng cao trên 2.600m, nên ta sẽ lựa chọn cái đáp án C, có những núi cao trên 2.600m tập trung nhiều ở dãy Hoàng Liên Sơn. Câu 80, cho bảng số liệu về sản lượng thủy sản nuôi trồng của nước ta năm 2010 và năm 2018. Đơn vị là 1.000 tấn, thì chúng ta thấy trong bảng số liệu thì sẽ có 2 năm là năm 2010 và năm 2018. Thì có các cái thành phần như là cá nuôi, tôm nuôi và cái thủy sản khác. Nội dung của câu hỏi: theo bảng số liệu để thể hiện cơ cấu sản lượng thủy sản nuôi trồng của nước ta năm 2010 và năm 2018 thì dạng biểu đồ sau đây là thích hợp nhất. A là biểu đồ miền, B là biểu đồ kết hợp, C là biểu đồ đường và D là biểu đồ tròn. Chúng ta thấy bảng số liệu đang ở cái giá trị tuyệt đối là 1.000 tấn và cái yêu cầu là thể hiện cái cơ cấu sản lượng. Thì chúng ta thấy thể hiện cơ cấu và có 2 năm ở trên bảng số liệu, chúng ta sẽ lựa chọn cái biểu đồ thích hợp nhất, đó chính là cái biểu đồ tròn. Thì đây chính là cái đáp án tổng hợp hướng dẫn giải cái đề thi trung học phổ thông quốc gia, đề thi tham khảo trung học phổ thông quốc gia năm 2020 môn địa lý mà thầy tổng hợp. Vừa rồi thì thầy đã hướng dẫn cho em giải cái đề thi tham khảo trung học phổ thông quốc gia năm 2020 môn địa lý. Thì em nhớ là chúng ta trong quá trình ôn tập và học bài, chúng ta nhớ là không tách rời cái phân tích kỹ cái cấu trúc đề thi này để chúng ta ôn tập có tốt và sẽ có cái hiệu quả trong cái kỳ thi sắp tới. Chào thân ái các em.